Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ đánh kiến ích của một bạn này mới cấp 19 thôi, nhưng mà bạn ấy lập cái nick này tên là Nacros này. Rồi theo mình thấy thì có bạn nữa một bảng ngọc riêng cho Nacros luôn. Đây, đây là cái thông số tỷ lệ đánh hạng là 79 trận. Hiện giờ thì đang ở bạch kim 4. Tỷ lệ thắng là 65% của vị tướng Nacros nha. Và đây sẽ là cái lịch sử đấu. Theo mình hồi nãy mình cái sượt qua rồi thì thấy thắng khá là nhiều. Đây là cái lịch sử đấu gần nhất của bạn ấy. Thắng cũng rất là nhiều. Hình như đang là chuỗi 6 trận. Rồi thì mình sẽ sơ qua cái trang bị. Thì đây trang bị y chang của mình vẫn chơi thì mình không chỉnh lại nữa. Thì như khác của mình thì bạn ấy lên ngọc tím là ngọc hút máu. Mình thì không ngọc hút máu nên theo mình nghĩ thì trang bị này nó sẽ không hợp lắm. Lúc trước thì mình sẽ lên quỷ kiếm, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ thay quỷ kiếm bằng phức hợp kiếm. Tại vì lúc mình không có lên ngọc hút máu thì mình cần lên quỷ kiếm là trang bị thứ hai. Còn cái món cuối cùng thì mình sẽ thay mỗi một món đó thôi. Rồi thì mình sẽ đi đánh hạng luôn nhá. Mình có nói là sẽ đánh giúp cho bạn ấy 2 trận. Thì hôm nay mình sẽ đánh luôn. Rồi. Vào nào. Rồi, ở đây thì mình cũng sẽ nói thêm như thế này nhá. Tại vì á mình mua ngọc riêng rồi mình sẽ lên đồ theo cách của riêng của theo cái ngọc của mình lúc mua hồi đầu ấy nhá, chứ không có phải là mình mua ngọc một đường mà mình lên được cái trang bị như của mình hay lên á thì nó sẽ khác nhau nhá, nó không có giống nhau được đâu ạ. Rồi mình sẽ bứt Nacros rồi mình sẽ khóa luôn. Vâng, cái tên của bạn rất là đẹp, Nacros. Rồi nói tiếp về cái trang bị mà mình vẫn hay lên thì như thế này. Cái ngọc tím của mình lên thì cái trang bị á, thì mình sẽ lên không lên là ngọc hút máu. Vì thế nên mình sẽ cần cái cây quỷ kiếm là cái món trang bị thứ ba đó, là mình sẽ lên quỷ kiếm. Còn nếu mà mình mà lên ngọc hút máu thì mình sẽ không lên quỷ kiếm nha. Cái món thứ ba thì mình sẽ lên cái trang bị khác. Món thứ ba thì mình sẽ lên có thể là phức hợp kiếm, tại vì phức hợp kiếm nó cũng có hút máu đấy, cũng có tốc độ đánh, có sát thương luôn. Rồi thì tới đây thì mình xin dừng lại, mình sẽ xem mà mình sẽ gặp ai đây. Thì trận này thì team bên kia không có rừng. Đây thì bên kia có Malok này, Oma này, Lusubu này, rồi Van Heo này, Morganga này. Team mình thì có nữ bố Morganga rồi AD thì John. Còn đi top hay là support thì cũng không biết nữa, hai thanh niên Oma, hai thanh niên nữ bố với cả Gidu này thì tính sau đây. Thì nếu như thế này thì mình thấy bên kia không có rừng nhá. Mình sẽ cấp 1 mình không đi cướp đâu. Tại vì cấp 1 nó sẽ một là nó ăn bùa, hai là nó sẽ canh bùa đấy. Tại nó sẽ nghĩ là mình sẽ qua cướp. Vì thế nên mình ăn xong bùa của mình á, xong rồi mình sẽ đi qua bên đấy, hoặc là mình ăn xong hai cái bùa của mình rồi mình qua đó mình ăn. Chẳng ai làm được cái gì mình hết. Tại vì không lúc đó không còn ai canh nữa đâu. Đó là theo mình thấy cái kinh nghiệm của mình đi ăn ăn rừng mà bên kia không có rừng á, thì mình sẽ ăn như vậy. Thì theo như mình đoán thì mình sẽ ăn cái con bùa xanh trước, xong rồi mình sẽ đi qua bên kia, qua bên đó cướp cái con bùa đỏ. Nhưng đó là mình đang tính như vậy thôi, nhưng mà không biết thế nào. Thôi thì mình sẽ qua đây ăn. Thì mình sẽ tùy theo ngọc mà mình lên đồ nhá. Ôi trời, bạn này á, bạn lên ngọc hút máu, thấy chưa? Đi rừng mà có cầm hình như đâu cũng gần 10 cục hút máu 1% á. Cứ tầng đó là phải được, bây giờ mới cấp 1 mà nó hút máu 10% rồi thì đi rừng nó rất là tốt.
này thì đánh anh đánh thôi bỏ đi, tính qua cướp thấy không. Nhưng mình nói lúc đầu đấy, cái con đầu tiên thì họ sẽ vào họ ăn đấy, chứ họ không có cầm trừng phạt nhưng mà họ vẫn ăn đấy. Mình không có cần cướp mới bắt đầu làm gì. Lúc đầu thì mình đi mình ăn hai con bồ mình xong rồi mình qua mình ăn là bình thường, thản nhiên như không có gì thôi, không ai canh hết trơn, không ai giúp, không cần không có ai mà phá mình hết trơn đó. Thấy không? Mọi người có thể thấy cái bạn này, bạn ấy chuyên, có nghĩa là hình như bạn tạo cái nick, một cái nick này chỉ để đánh cái con tướng này, mà cái mua ngọc chỉ để chơi cái con Nakaroth này. Rồi đã được mình, tem mình đã được 9 công đầu rồi. Chờ tem bạn đi xuống chút nữa là mình bay vô này. 1, 2, 3 vô. Hất tung, đó. Rồi chắc chắn là phải được một mạng rồi đấy. Hai mạng thì không chắc. Ồ, có cả mít xuống nữa, thế này thì hai mạng chắc rồi. Rồi chạy đi đâu đây? Ồ, mình có ăn được một mạng rồi cũng đỡ. Không sao, vậy là ổn rồi. Khởi đầu 3-0 quá tốt đẹp rồi. Mình sẽ ăn cái con bùa, con rồng nhỏ xíu này luôn. Không biết mình có lên cái trang bị như thế này nó có hợp với cả cái bảng ngọc này không nữa. Đây sẽ là cái trận đầu mình sẽ test, xong rồi khi mà mình test thấy ổn thì mình sẽ chơi tiếp. Còn nếu mà mình cảm thấy nó yếu thì mình sẽ lên trang bị khác nhá. Mình sẽ không xài cái ngọc như thế này ở đâu. À, không có xài cái trang bị y chang như cái này ở đâu. Tại vì mình cũng từ xưa đến giờ mình chưa khi nào mua ngọc hút máu, kể cả AD hay là cái con đi rừng. Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Rồi ok. Này thì đánh này. Chạy này em yêu. Rồi hay quá. Nhảy lên đúng cái chỗ này luôn chứ. Rồi ok thì mình đã ganh cho bạn được hai mạng rồi. Mình một mạng và bạn một mạng. Nói chung là quá hay. Rồi trên top thì tem mình cũng đã ăn tới ăn được có một mạng hay sao ấy. Vậy là tem mình ăn được 7-0 rồi. Ăn rồng nào, ăn rồng nào, anh em đâu hết rồi. Ở cái ranh bạch kim này á, ăn rồng á là nó họ hầu như không biết. Mình chủ động ăn thì may ra họ ăn chứ không ít ai ăn lắm. Nên chơi rất là thích. Chơi bên này là không phải canh rồng hay là cứ phải căn đủ kiểu, xong rồi xài chiêu kém thế trời. Xài chiêu hai cái mà không qua được cái bức tường nhỏ xíu. Quá thật. Mình chơi như thế này vui hơn. Trời ơi, cứ phải căn rồng mệt lắm, cứ chờ từng giây từng phút một. Hỏi ra cái là tem bạn ăn rồng, mà ăn rồng thì sẽ bị thọt cấp so với bên nào ăn được rồng. Tại vì con rồng nó rất quan trọng, nhất là mấy cấp thấp này này. Rồi bá đạo rồi, lưu bố bá đạo luôn rồi, hay quá. Đánh đi bạn ơi. Đó. Ý, không có con lính nào hết. Vô không, bay không, ăn không. Băng chủ này. Băng chủ này, vô. Ôi, không có ai lên hết trơn á. Một mình không ăn được rồi. Mới có cấp 9 thôi, sao mà băng chủ giết được. Mình theo như mình trang bị như thế này á, thì với cái bảng ngọc mà hút máu như vậy thì mình chỉ cần lên một cái cây đi rừng thôi. Chỉ cần một lên cái cây đi rừng thôi là đủ hút máu rồi đấy. Hút máu rừng rồi, hút máu đúng rồi, nói chung hút máu hết máu đi ra rừng là mình có thể đánh mấy con rừng là mình có thể đầy cái máu rồi, không cần phải biến về. Mình chơi game mình ít khi biến về lắm. Hầu như là không có. Từ khi chết thôi, chết là chết nó hồi sinh ở làng luôn.
hoặc là trừ khi nào mà mình cảm thấy mình gần chết rồi, không còn đường lui nữa, phải biến về thôi. Đánh nhau ghê vậy. Mình tới đây bạn ơi. Thơm này, thơm này, thơm này, thơm này. Ngon. Trời tuyệt vời. Ê. Chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy đi đâu, hai mạng. Ủa giời, ngọt sớt. Quá dễ dàng. Xem mình ăn 12 mạng mà chưa chết mạng nào mới hay chứ. Ở cái rank này á, nếu mà một khi mà tem mình nó xanh thì nó ganh ghê lắm. Mà một khi mà nó đã yếu rồi, nó phế thì trời ơi, gánh không bao giờ nổi được. Kể cả thánh cũng không gánh được, chứ không phải là người nữa. Nó đánh tệ cực kỳ luôn. Rồi ok, mình đã ăn được con bùa xanh rồi. Nacarot mà có bùa xanh này chơi thích lắm. Thứ nhất là nó có giảm thời gian hồi chiêu này, thứ hai thì xài chiêu nó không có bị mà hết mana đó. Rồi giờ mình đã lên được món thứ ba rồi, phức hợp kiếm. Đánh nhau đi, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Rồi thì mình cũng sẽ nói thêm là như thế này. Nếu mà mọi người á, ai á, mà cảm thấy mình đánh hay, thật là hay, nhưng mà mình vẫn cứ ở cái rank bạch kim, kim cương hoài á, thì mọi người đừng có lo nhé. Nếu như là mình nói không lầm thì trong thời gian sớm nhất thì người đó sẽ lên qua khỏi cái rank đó thôi. Tại vì mình nếu mà mình đánh hay thì chắc chắn là mình sẽ lên thôi, chứ mình không có thể nào ở ngoài cái rank đó được. Nếu như mà mình cứ ở ngoài rank đó thì cũng chỉ là một thời gian, có thể là một tuần hoặc là 2 tuần, có khi thì cũng là 3 tuần, nhưng mà cũng không lâu quá lâu đâu. Ê con Lusubu này, Lubum này thì đánh này tính ăn trộm trụ hả? Ủa sao mình đánh mà nó cứ đi bộ về nhở, nó không có xài chiêu hay là chạy hay là hất tung gì cho mình, gọi là né chiêu cơ mà nó cứ đi bộ về lên thôi. Mình đánh thường thôi là chết rồi. Giờ này thì tem mình thắng khá là dễ. Vậy là mình sẽ không làm cho bị rớt bạn này, bị rớt cái chuỗi trận 6 trận thắng liên tiếp rồi. Nếu trận này nữa là sẽ là chuỗi 7 trận. Không biết nick chính của bạn là đánh vị tướng gì, nhưng mà mình có thể đoán chắc chắn đây là cái nick phụ của bạn ấy thôi. Chứ ai mới chơi mà đặt cái tên Nacarot bao giờ. Với lại biết mua bảng ngọc nữa, chắc là cũng thuộc dạng người chơi cũng khá hay đây. Nhưng mà không biết là bạn ấy chơi vị tướng gì, hay là đi những lan nào, có thể là những người hay đi mid. Ví dụ như lúc trước mình chơi cái con tướng Violet khá là hay, mà mình rất là thích chơi con đấy. Nhưng mà khi mà mình đánh được cái con Violet ấy, có một cái nick kia là chỉ chơi Violet thôi. Mình cũng làm riêng một cái bảng AD cho nó. Tại vì lúc trước mình chơi cái con John ấy, lúc mới từ mùa đầu tiên ấy, mình thấy con Violet này, ôi trời sao mà mình đứng trong trụ nó bắn cũng chết nữa. Mà nó bắn trụ mà nó không bị trụ bắn, tại vì nó lộn quy á, được bắn xa này. Này đánh này, đánh này, chừng phạt cái này. Ôi ulti hụt rồi, muộn rồi, hay quá. Vậy là mình đã giúp bạn một trận thắng rồi. Ồ. Rồi lưu bố là DK và gấu gì đó không biết, không biết là gấu bất cực hay là gấu gấu gì đó. Rồi tiếp tục thì mình sẽ đánh trận thứ hai nhá. Nhưng mà theo như mình thấy thì mình lên cái phước hợp kiếm thì không cần thiết. Rồi thì mình sẽ đổi lại cái món trang bị khác kèm mà nó có mạnh hơn cái món trang bị này không. Mình thấy là hơi bị yếu đó. Theo như cái cảm giác của mình phải thấy vậy. Thì mình không lên cây hút máu đó, mình sẽ lên cái cây sông đao đi. Sông đao rồi cái món thứ tư thì mình sẽ trang bị cho nó là cái... đấy, thanh kiếm đi. Rồi, thứ 5 là phước hợp kiếm. Đấy,
Theo mình thấy trang bị như thế này sẽ là ổn hơn này. Rồi, xong chuyện luôn. Thì cái lúc trước mình đánh con Violet á, mình cũng thấy người ta chơi Nakaroth hay quá, thì mình cũng tạo một nick mới, mua bạn Ngọc riêng của mình. Rồi mình mua con Nakaroth này riêng. Lúc đó thì mình cũng không có coi trên mạng đâu, mình cũng chỉ có tự đánh thôi, có nghĩa là tự học tự đánh thôi, chứ cũng chẳng có coi ai đâu. Mình bạn Ngọc thì mình cũng cũng nghĩ ra thôi, cũng mình cũng chẳng có coi ai hết, chẳng hỏi ai hết. Lúc đó mình đánh lên tới bạch kim, đúng rồi, bạch kim một. Mình chơi cái con này rất là nhiều trận, khoảng tới cả trăm trận đấy. Chơi đọc con này không mà mình cứ ở bạch kim hoài, nó bạch kim mãi, đánh cái kiểu gì cũng bạch kim. Mình thay hết trang bị này, mình test từng món trang bị một, test khá là kỹ đấy. Mình cố gắng mình cảm nhận xem là mình đánh như thế này có hay không. Nhưng mà mình lúc đó mình nhớ tập chơi mà hay bị lỗi ở cái chiêu 2 lắm. Đánh nó gần chết rồi cái tự dưng chạy về. lướt chiêu 2 cứ dí vào lướt chiêu 2 vào người nó, nhưng mà nó lại chạy ngược lại thì nó lại chạy về mất rồi. Thế là mình mất nhịp đâu có đuổi kịp nữa. Thế là mình cố gắng tập, cố gắng chơi, cố gắng mãi thì đến lúc mà mình cảm thấy chơi được. Lúc đó là mình cảm thấy mình chơi không tệ, nhưng mà cách lên đồ của mình là rất là tệ. Mình lúc đó mình không coi trên YouTube đâu, mình có thấy người ta livestream ở trên Facebook á, mình thấy tại sao nó lại băng trụ nó giết mà nó vẫn đủ máu. Thì lúc đó mình mới tính ra cái cây quỷ kiếm đó, chứ hồi đầu mình không lên quỷ kiếm trước đâu. Mình cứ lên cây thánh kiếm trước ấy. Rồi cũng có thể mình thay trang bị, mình không lên giày. Nói chung là rất là nhiều. Mình test khá là kỹ. Rồi đến khi mà mình test xong, mình đánh một cái lên thẳng tới cao thủ luôn. Đến cao thủ 3-4 sao gì đấy. Thì mình mới bắt đầu làm cái clip về con Nakaroth này ở cái trận mà gọi là hướng dẫn mua ngọc đấy. Cũng khoảng cỡ 10 ngày rồi đấy. hơn 10 ngày gì đấy là mình bắt đầu làm. Thì lúc đó thì mình mới cảm thấy mình đánh con Nakaroth này cũng đỡ hơn ngày trước rất nhiều. Vì thế nên mọi người cảm thấy mình đánh hay á, thì đừng có mà quá mà gọi là thất vọng hay là nản. Tại vì nếu mà mình đánh hay thì trước sau thì mình cũng lên thôi, chứ không có quan trọng do đồng đội đâu. Đồng đội nó chỉ cản chân mình trong vòng một vài trận thôi, hoặc là một vài ngày thôi, có khi là một tuần, có khi hai tuần thôi. Nhưng nếu mà mình đánh hay thì mình sẽ lên thôi. Chứ lúc trước mình cũng nản lắm, mình cũng buồn lắm. Mình kêu tại sao vậy, tại sao lần nào mình cũng gánh tem mà không gánh nổi. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng lên được cao thủ. Bây giờ thì mình cũng ít chơi với nick đó á. Đây toàn đánh cho nhiều bạn này comment kêu anh làm clip nick của em với, thì ok mình sẽ làm. Cái nick của mình cũng ít chơi rồi. Lâu lâu mình vào đánh thường 1-2 trận để lấy cái tiền ấy thôi. Nick của mình chưa full ngọc nữa, mới cấp 28 à. Ngọc cấp 3 được chưa full nữa. Đấy thì mình sẽ ăn cái con bùa đỏ này. Đánh luôn bạn ơi. Đánh luôn, đúng rồi, hất tung rồi đó, đánh luôn. Vô. Thôi bỏ đi. Làm gì, tính đánh bạn ta hả? Đánh bạn ta này thì đánh bạn ta này. Hổ báo cáo trồn. Chết chưa? Trời ơi, đã thấy bạn mình chạy về rồi mà Triệu Vân còn cứ lao vào. Mình thì không thể tha thứ cho những người nào mà muốn giết hại đồng đội của mình. Đó. Chỉ có đồng đội của mình muốn giết hại đồng đội của bạn thì mình mới thấy vui thôi. Đó, bây giờ mình sẽ ăn cái con bùa này, rồi mình sẽ lấy ăn con rồng luôn. Không biết có ai giúp mình ăn rồng không đây. Thấy không, cái bạn này có cái ngọc hút máu, mình khá là thích đấy. Mình cũng chưa lên
Ê lưu bố liều mạng này, chết chắc rồi, hết chiêu rồi sao chạy nữa. Đấy mình không ăn đấy chứ. Giờ tính lên KS mà không được. Con rồng đi mọi người. Thôi khỏi nhắn đi. Ăn một mình cũng được nhá, cấp 5 rồi mà. Anh cũng chưa test trang bị ngọc hút máu nên mình cũng không biết nếu mà mình lên ngọc hút máu thì mình sẽ lên trang bị như thế nào nữa. Nếu có thời điều kiện mà có thời gian thì mình sẽ test từng món một rồi mình sẽ hướng dẫn cho. Hay đánh được. Đánh đi Văn Heo Sinh, đúng rồi, đánh choáng nó. Rồi nó chạy nhanh quá. Không phải nó chạy nhanh mà mình đam yếu quá. Mới cấp 7 à, chưa dồn chết được nó. Ôi giời ơi, ăn mất tiêu con bùa của mình luôn. Đấy. Ok. Rồi chết luôn, hay quá. Đánh ở có mấy cái rank này mình không cần thể hiện nhiều mà cũng thắng được, sướng ghê luôn. Happy trận thôi nha, có trận thế lòi à. Không gánh nổi luôn đấy chứ. Mà bây giờ theo mình thấy ở trên cao thủ cũng nhiều bạn chơi cũng không được hay. Ở trên rank cao thủ theo mình thấy là có một số người họ chơi theo cái kiểu là cày thuê lên á, đánh rất là chán. Chết rồi, hết mana rồi, sao cứu được bạn đây. Chạy đi chạy đi chạy đi, hất tung cái này. Ôi trời ơi, hết mana đấy chứ. Lại bị KS, buồn thế. Nếu mà ai mà thấy mình đánh mà cứ đánh con này hoài mà vẫn dở thì các bạn cứ cố gắng là sẽ thành công thôi. Mình lúc trước cũng vậy thôi, nhưng mà bây giờ mình cũng chưa có thành công lắm đâu. Nói chung là cũng đủ chơi thôi. Có rất là nhiều người trên ở chơi ở con Nakaros này hay. Mình chơi thực trạng là bậc trung thôi, trung bình thôi, chứ không có hay đâu. Biết chơi vậy thôi chứ. Chắc mà mình chơi con Violet á, mình cảm thấy mình hay hơn. Lên trời. Lên trời, lên trời. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Không có chạy nổi đâu nhé. Này thì chạy này. Ô, thôi 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 thôi, thay em anh ơi. Thay em đi anh ơi. Ý. Ý. Làm gì đây? Ui giời. Ui giời ơi. Vui. Đi tròn vui quá. Đây là ở cái răng này con được nha. Phải như cái răng là trên kim cương trở lên ấy. Ui giời, mình ra mình nghịch múa múa vậy thì em bạn kéo cả 5 thằng mà nó đập cho thì ở đâu mà múa. Đập cho hết lớn luôn chứ múa không nổi đâu. Rồi mà mình thấy sao sao cái mạng của mình nó cứ sao sao ấy này. Xài chiêu nó cứ kiểu như bị lắc lác á. Mình không biết nói làm sao nữa. Chơi game này quan trọng nhất là cái điện thoại với cả cái mạng đó. Mình mà chơi game mà cứ điện thoại mà cứ giật thì thôi. Thằng nghĩ cho nó khỏe chơi lắm gì. Lúc trước mình xài mấy cái điện thoại kia kìa, nó giật chán lắm. Từ khi mình mua cái điện thoại này nên nó cũng đỡ. Triệu Vân hả? Chạy đi đâu Triệu Vân em yêu? Em chạy đi đâu? Đây. Ôi giời đây. Mình cái mạng của mình nó bị làm sao sao á. Khi xài chiêu xong rồi mình nó cứ làm sao á. Ôi giời ơi, chết rồi, chạy thôi. Chạy thôi. Thay cho tôi đi. Nó không có được mượt. Cái này chắc chắn là do mạng rồi đấy. Mình xài chiêu nó không có chạy luôn này. Cũng may là tem mình xanh đấy. Tem mình mà phế là chết luôn cái mạng này. Mình có nghe xài chiêu rồi mà xong rồi một chút xíu sau á. Nó mới chạy tới.
đâm ra mình kia mà mình chỉnh chiêu rất là khó, khó mà can đam được nữa. Đó, nhiều lúc xài chiêu không được luôn, bực mình lắm. Hy vọng không đánh thua của bạn cái trận này. Hồi nãy chơi ngon lắm, sao giờ nó cứ kiểu gì này. Chơi cái kiểu này mình không quen đâu. Tại vì mình xài đường truyền mạng wifi mà 30 5 mê á. Chơi thích lắm. Ra đây, ra đây. Này thì đánh này, đi không? Còn bùa không? Đấy, chả thằng nào ăn rồi. Thằng nào ăn, ăn mà không hỏi ý kiến gì sao? Ý kiến gì hả? Giờ mình sẽ lên cái cây thánh kiếm đi. Chứ, ôi dồi, sao đánh nhau sùm này. Ngon này, ngon này, ngon này. Mùi thơm này. Này thì mùi thơm này. Nó là mùi thơm này, mùi thơm này. Này thì mùi thơm này. Ôi giời ơi, sướng nhá. Ấy, mình lướt lên, mình chờ sẵn là nó nhảy lên rồi đấy, ghê không? Chạy đi đâu nữa? Sao mà chạy nổi, mình có bùa đỏ nữa mà. Chỉ cần lướt cho hai cái quẹt cái chết luôn. Ok, lên nào lên. Không lẽ ăn cái con kinh công rồi luôn trời. Mình thấy chiêu đấy không? Mọi người có thể thấy. Thấy chiêu nó không có đi. Có lúc nó đi mà lúc nó cứ thấy sao ấy, chán. Thật là bực mình quá đi. Nếu cái con mít không biết vào phụ luôn trời. Trời, các bạn không biết nhìn map quá à, nghi lắm. Ui dồi ôi, hay quá, ăn được rồi. Không, không cần lên quỷ kiếm mà hút máu như thế này, cần gì phải lên quỷ kiếm nữa. Ngọc mà ngọc cấp 3 hút máu 1.6 mà tới 10 cục là 16% rồi. Ngon quá đi mất đi, cộng thêm cái cây đi rừng nữa thì thôi. Tha hồ hút máu. Từ từ ăn xong con bùi xanh nghe ra cái đường mít đánh này. Đánh đi bạn ơi, từ tới đây. Triệu Vân hả? Triệu Vân hả? Bắt cái hành Triệu Vân này mới được. Chạy hả? Chạy này, chạy đâu em yêu? Ui giời ơi. Nó quẹt cái làm chậm luôn. Ê ê, chuối chuối chuối. Chuối. Ui giời ơi, đánh hai cái mà con AD nó chết luôn kìa. Mạnh ghê không? Thì AD chết rồi thì bạn sao chạy được nữa. Ê, lưu bố kìa, lưu bố kìa. Rồi xong, bị AD đập chết luôn. Đó, mình thấy kêu nó không có đi. Buồn thật. Chán thế không biết. Cái mạng như thế này mình không có ghét chơi lắm. Chơi mà nó không có như ý mình sao chơi được. Quên đi anh em ơi, mạng chán lắm. Để lâu là xem bạn lật kèo đấy. Xem mình tại vì xem mình đâu có tanh đâu. Có mỗi con một con à. Lên lên là lên là lên luôn. Lên là lên luôn. Lên luôn. Lên luôn nào. Đó đúng rồi, hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Đánh xong mà cái mạng nó. Tôi chết rồi. Ôi hay lắm. Rồi AD có sống nổi không đây? Ôi dồi ôi, có cái con mô tốt lắm đó kìa. Khi mình chơi mà nó cứ giật giật lát lát cái kiểu gì khó chơi vãi ra. Chứ cái pha đó nếu mà mạng ổn thì mình có thể giết được hai luôn chứ không cứ chết dễ dàng vậy đâu.
không sao, mình ban được 9 mạng rồi, hỗ trợ được tới 7 luôn mà mới chết có một thôi. Đó, tài chiều nó có đi đâu chán. Đó, nó không đi luôn. Cái này làm sao mà múa được đây. Dạ, giúp ăn rồng cái nào. Anh em đâu hết rồi, ra làm cái điều gì hết sức bình thường thôi. Cái này thì đánh này. Ô, cái con ngựa đó nó trâu ghê ấy nhở. Đánh nhau đi. Triệu vẫn làm gì. Ôi thôi, bỏ đi. Không có con quái nào cho mình bảo nhé. Đây. Rồi, mình lên cái cây kiếm mu ma luôn, kiếm bất tử. Hình như có ai đang dí mình phải không? Có ai không? Đây, chuối này. Lên đi một tốt, đấu sĩ mà sợ à? Trời, mình sợ mình lộ diện cái con lưu bố này đập mình quá. Đó, mình ở giữa lại rồi, đúng rồi, nhảy lên, đúng rồi, môn tốt, hay quá, tuyệt vời quá bạn ơi. Hay quá bạn ơi. Ây, chết. Ôi trời ơi, thằng Triệu Vân nó đâu ra thế. Đúng rồi, hay quá, tuyệt vời quá. Ê, môn tốt, mà báo rồi chết này. Biết ngay mà, còn hai mạng nữa. Bay vô. Thế chết hay gì? 3, 4 chín bảy. Ừ, hay, quét sạch luôn. Hình như cái này nó lát hay sao ta, tắt đi xem nào. Win được không? Win luôn, không đuổi nữa. Mạng đánh này chán lắm, mình không thích đánh mạng chỗ này đâu. Thấy kia một lúc sau nó mới nhảy. Vai. Full dam ấy lộn là full đồ rồi. Cào một phát 2k. Sướng thế không biết. Ui giời, đánh trên này thì phải lòi luôn. Bảo con rồng mấy cái à. 2k dam nó nổ lên kìa. Phê không? Rồi win nè. Phát quyết định này. Ôi giời ơi, chán thế. Xài mà nó không có chạy, có nhảy gì hết trơn. Này thì chạy này. Đúng rồi, xông lên. Giờ mình đánh chay thôi, không cần thầy chiêu. Rồi, win rồi nhé. Rồi, xem bạn đầu hàng luôn. Khi chết vậy thì chắc chắn là thua rồi. Có gì mình xin lỗi mọi người nha, chứ mình thấy cái mạng nó cứ sầu sao á, bực mình quá. Rồi thì mình đã giúp bạn là khai trận, thì thôi mình cũng xin dừng clip đây thôi. Ai mà thấy hay đăng ký kênh để ủng hộ cho mình với nha. Rồi, ok, chào mọi người.